từ ngày nhìn em đôi anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy, có những nỗi buồn từ đâu rồi, một ai muốn như tại sao một người nơi đâu tự nhiên ngược lại em đi bằng cách nào, duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao? Giọt nước mắt anh rơi hỏi em bởi tại sao, ai thuộc bài này đâu? Sẽ tiếp tục quay lại cái video này để hướng dẫn các bạn cách xài bột yến mạch nó như thế nào nhé. Cách xài rất là đơn giản. Đầu tiên là các bạn thấy không, da mặt Hùng hiện tại bây giờ nó đang ướt, và các bạn chỉ cần lấy một muôi bột yến mạch ra lòng bàn tay. Công dụng của nó đó là sử dụng để diệt tất cả các loại mụn, đặc biệt là vết thâm. Ngày xưa mặt Hùng rất là nhiều mụn và rất là nhiều vết thâm,
Nhưng mà sau khi xài bột yến mạch một thời gian mặt hồng bây giờ thì các bạn cũng thấy đó, nếu mà những bạn nào chúng ta thường xuyên gặp hồng ở bên ngoài, mọi người sẽ thấy da mặt của hồng còn đẹp hơn là quay trên video nữa đó. Da mặt của hồng sau khi mà rửa sạch lại với nước, mọi người thấy không, nó rất là mịn. Và hồng chắc chắn 100% rằng là những người bạn nào chúng ta muốn có một làn da đẹp trắng sáng căng mịn, mọi người xài bột yến mạch xong thì mình sẽ đáp ứng được đúng cái yêu cầu đó. Và bạn nào quan tâm về sản phẩm này, mọi người hãy inbox trực tiếp cho Facebook Trần Quang Hùng để mọi người có thể được tư vấn và đặt hàng nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Xài bột yến mạch 80 tuổi vẫn đẹp trai.